trước khoản nợ khổng lồ lên tới gần 186 tỷ đồng của FLC Faros. Ngân hàng BIDV chi nhánh Quy Nhơn vừa có thông báo thu giữ tài sản đảm bảo của công ty này. Theo đó, tài sản là chiếc siêu xe 5 chỗ hiệu Rolls-Royce, được biết đến là xe của ông Trịnh Văn Quyết. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quy Nhơn BIDV Quy Nhơn mới đây đã thông báo thu giữ tài sản đảm bảo của công ty cổ phần xây dựng FLC Faros, mã chứng khoán là ROS để xử lý nợ. Tài sản này là ô tô con 5 chỗ hiệu Rolls-Royce theo giấy chứng nhận đăng ký ô tô số 474115 do công an Hà Nội cấp ngày 26 tháng 5 năm 2018, biển số 30F18788, siêu xe được sản xuất tại Anh năm 2011, được biết đến là của ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch hội đồng quản trị FLC Faros cũng là cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn FLC. Địa điểm thu giữ tài sản là tại tòa văn phòng Bamboo Airways của FLC ở số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, Hà Nội. BIDV Quy Nhơn cho biết sẽ xử lý bán đấu giá công khai nhằm thu hồi nợ hoặc thu giữ đến khi FLC Faros hoàn thành nghĩa vụ trả nợ vay. Chi nhánh ngân hàng trên cũng cho biết FLC Farus đã phát sinh nợ quá hạn từ ngày 21 tháng 2 năm 2022. Tại đây, với tổng số tiền gốc lãi, phí phạt phát sinh đến ngày 9 tháng 8 là gần 186 tỷ đồng, trong đó nợ gốc là 177 tỷ đồng, còn lãi và phí trả chậm là 8,8 tỷ đồng. BIDV đã nhiều lần thông báo nợ quá hạn, tuy nhiên phía ngân hàng cho hay bên vay là FLC Faros và bên đảm bảo khoản vay là công ty cổ phần đầu tư kinh doanh phát triển bất động sản FLC Homes vẫn không tự nguyện trả nợ ngân hàng. Đến nay, dư luận vẫn không khỏi kinh ngạc khi biết con số cựu chủ tịch FLC nâng khống vốn điều lệ Faros. Thậm chí, có người còn cho rằng bản thân không thể tưởng tượng được ông Quyết có thể chiếm đoạt một số tiền lớn như vậy suốt nhiều năm. Với những hành vi sai trái, ông Trịnh Văn Quyết chắc chắn sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật. Theo tài liệu điều tra, từ năm 2014 đến năm 2016, thông qua việc tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần của công ty cổ phần xây dựng Faros, và khi được niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán, Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế Trịnh Thị Thúy Nga, Hương Trần Kiều Dung đã bán, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tính đến ngày 24 tháng 2 năm 2021, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế bán toàn bộ cổ phiếu ROS mang tên Trịnh Văn Quyết và cổ phiếu ROS mang tên 5 cá nhân khác do Quyết nhờ đứng tên. Thu được tổng cộng 6.412 tỷ 480 triệu 399.700 đồng và rút tiền mặt để chiếm đoạt. Sau khi làm rõ hành vi vi phạm tội của Trịnh Văn Quyết và đồng phạm, ngày 23 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự. Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga và Hương Trần Kiều Dung về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần xây dựng FLC Faros và các công ty có liên quan. Ngày 24 tháng 8, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vụ 5 đã ra các quy định phê chuẩn quyết định bổ sung, quyết định khởi tố 4 bị can trên. Chiều 25 tháng 8, cơ quan điều tra đã tống đạt các quyết định khởi tố bổ sung đối với ông Quyết và các bị can. Trước đó ngày 29 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn FLC để điều tra tội thao túng thị trường chứng khoán. Cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp bắt bị can để tạm giam, đồng thời ra lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết để phục vụ điều tra. Kết quả điều tra ban đầu đã làm rõ được nhiều sai phạm của ông Quyết liên quan đến việc thổi giá cổ phiếu với mục đích thu lời bất chính hàng trăm tỷ đồng. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt tạm giam 5 người trong vụ án này, gồm ông Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, nguyên nhân viên kế toán tổng hợp công ty cổ phần tập đoàn FLC, Hương Trần Kiều Dung, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán BOS, kiêm Phó Chủ tịch Thường trực Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC. Trịnh Thị Thúy Nga, nguyên thành viên Hội đồng Quản trị, kiêm Phó Tổng Giám đốc và Nguyễn Quỳnh Anh, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS. Theo tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, với tội danh mới bị khởi tố, ông Trịnh Văn Quyết có thể phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất có mức án 20 năm tù hoặc tù trung thân. Luật sư Cường phân tích, với tội thao túng thị trường chứng khoán mà ông Trịnh Văn Quyết và một số đồng phạm đã bị khởi tố, mức hình phạt không quá 7 năm tù. Tuy nhiên, mới đây ông Trịnh Văn Quyết tiếp tục bị khởi tố thêm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, được quy định tại khoản 4, điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 với khung hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù trung thân. Theo luật sư Đặng Văn Cường, cáo buộc của cơ quan điều tra, số tiền mà ông Quyết và các đồng phạm chiếm đoạt của những người bị hại hàng nghìn tỷ đồng nên hình phạt mà các bị can phải đối mặt là rất nghiêm khắc. Pháp luật quy định, cơ quan điều tra có quyền ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, nhưng cũng có trách nhiệm phải thu thập tài liệu, chứng cứ theo trình tự, thủ tục luật định để chứng minh tội phạm. Theo đó để chứng minh ông Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan điều tra chứng minh các bị can đã có thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư. Thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản sẽ khác với những vi phạm về mặt hành chính trong việc thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ, thu hút đầu tư nhưng không nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Trong vụ án này, cơ quan điều tra sẽ thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh mục đích chiếm đoạt tài sản có trước thời điểm thực hiện thủ đoạn gian dối cơ quan điều tra cần chứng minh các bị can đã có mục đích chiếm đoạt tài sản của những người bị hại từ trước nên đưa ra thông tin gian dối thông tin sai sự thật hoặc có những thủ đoạn khác khiến cho bị hại hiểu lầm về bản chất của giao dịch hoạt động đầu tư để trao tài sản cho các bị can sau đó bị can chiếm đoạt không trả lại tài sản cho người bị hại luật sư cường nhấn mạnh có hai vấn đề quan trọng mà cơ quan điều tra có nghĩa vụ phải chứng minh để buộc tội đối với bị can đó là thủ đoạn gian dối và mục đích chiếm đoạt tài sản thủ đoạn gian dối phải thể hiện bằng hành vi gian dối hành vi đưa tin sai sự thật làm cho người bị hại hiểu lầm tin tưởng rồi trao tài sản và vấn đề thứ hai là yếu tố chiếm đoạt tài sản chiếm đoạt tài sản thể hiện thông qua hành vi nhận tài sản của người bị hại rồi không trả lại người bị hại đã biến tài sản của người bị hại thành tài sản của các bị can. Trưởng văn phòng luật sư chính pháp cho rằng vấn đề này cơ quan tố tụng có trách nhiệm phải chứng minh bằng những chứng cứ khách quan và phải thu thập theo trình tự thủ tục luật định. Cơ quan điều tra cũng có trách nhiệm phải làm rõ thông tin danh tính của những bị hại, làm rõ số tiền cụ thể mà từng bị hại đã bị chiếm đoạt thời điểm chiếm đoạt, phương thức thủ đoạn chiếm đoạt và đặc biệt là thủ đoạn gian dối với mục đích để chiếm đoạt tài sản do ai thực hiện, thực hiện từ khi nào, bằng phương pháp nào. Trong vụ án có đồng phạm, cơ quan điều tra cũng thu thập tài liệu chứng cứ để chứng minh có sự bàn bạc, thỏa thuận, thống nhất ý chí của các bị can trong việc thực hiện hành vi phạm tội. Ở vụ án này, trường hợp các bị can bị buộc tội thêm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì hình phạt đối với bị can trong vụ án này là rất nghiêm khắc, có thể mức hình phạt cao nhất sẽ là 20 năm tù hoặc tù trung thân. Trường hợp bị kết án về hai tội danh là thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cả hai tội danh này đều ở mức hình phạt tù có thời hạn thì tòa án sẽ tổng hợp hình phạt theo nguyên tắc hình phạt chung và tổng cộng của các tội danh nhưng không quá 30 năm tù. Nếu người nào bị kết án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với mức hình phạt cao nhất là tù trung thân, thì hình phạt chung của nhiều tội danh sẽ là tù trung thân. Trong vụ án này, có rất nhiều cán bộ, công nhân viên, các cổ đông, nhà đầu tư có liên quan vụ án. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nhận thức, hành vi, vai trò của từng người để đánh giá, phân loại, xác định ai là bị can, ai là bị hại, ai là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Nếu có căn cứ chứng minh những thành viên góp vốn, người tham gia quản lý điều hành doanh nghiệp đã có hành vi vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý hình sự, cơ quan điều tra có thể tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý đối với những người này. Trường hợp những người tham gia góp vốn, quản lý điều hành doanh nghiệp nhưng không bàn bạc thống nhất với các bị can khác, thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, không có cùng ý chí thực hiện hành vi phạm tội đối với các bị can, không có hành vi vi phạm hoặc vi phạm chưa đến mức phải xử lý hình sự. Cơ quan điều tra cũng sẽ phân loại, kết luận theo nguyên tắc có hành vi vi phạm pháp luật phải chịu trách nhiệm pháp lý. Nếu những người khác không thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội, không cùng ý chí thực hiện hành vi phạm tội đối với các bị can khác hoặc hành vi không thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm, cơ quan điều tra cũng sẽ kết luận và không đề cập xử lý vụ án có đồng phạm cơ quan điều tra sẽ làm rõ vai trò của các bị can trong đồng phạm theo nguyên tắc người chủ mưu cầm đầu thực hành tích cực sẽ phải chịu trách nhiệm cao hơn đối với người giúp sức xúi dục với những người tuy có hành vi vi phạm pháp luật phải được xác định là đồng phạm nhưng vai trò là thứ yếu giúp sức không đáng kể phạm tội do bị ép buộc phải bị rụ rỗ cũng có thể sẽ được áp dụng biện pháp khác mà không cần phải truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị can bị cáo bị xác định là thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ số tiền bị chiếm đoạt là bao nhiêu tiền phương thức thủ đoạn để thực hiện hành vi chiếm đoạt là gì hiện nay số tiền chiếm đoạt đang ở đâu ai là người quản lý sử dụng có hành vi rửa tiền hay không có hành vi che giấu không tố giác tội phạm hay không để xử lý triệt để đối với vụ án này ngoài ra để làm rõ danh tính của từng người bị hại số tiền mà từng người bị chiếm đoạt và xác định trách nhiệm dân sự trong vụ án hình sự về nguyên tắc bị can bị cáo chiếm đoạt tài sản phải có nghĩa vụ bồi thường khắc phục hậu quả những tài sản do phạm tội mà có đều bị truy thu phải thu hồi để trả lại cho người bị hại cơ quan chức năng cần xác định phần trách nhiệm dân sự trong vụ án hình sự đối với từng bị can, bị cáo làm căn cứ cá biệt hóa vai trò đồng phạm cũng như cá biệt hóa trách nhiệm về mặt dân sự trong vụ án hình sự sẽ được cơ quan tiến hành tố tụng làm rõ và kết luận. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ số tiền chiếm đoạt đang ở đâu, đã chuyển hóa thành những tài sản nào, do ai quản lý để áp dụng các biện pháp ngăn chặn như kê biên, phong tỏa, tạm giữ để đảm bảo thi hành án. Những tài sản mang dấu vết tội phạm, những tài sản do phạm tội mà có được xác định là vật chứng của vụ án hình sự sẽ được thu giữ, bảo quản, xử lý theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự hiện hành. Vụ án của cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết là một vụ án phức tạp, liên quan hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, liên quan đến nhiều người, nhiều cơ quan tổ chức, bởi vậy cơ quan điều tra sẽ thận trọng xem xét, đánh giá, xác định bản chất của vụ án, làm rõ vai trò trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật